Tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới của bản tin FBNC 24/7. Thưa quý vị, thứ Bảy ngày 14 tháng 10 vừa qua đã xảy ra một cuộc tấn công bằng xe tải nổ bom ở trung tâm thủ đô Mogadishu của Somalia. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra ráo riết. Theo thông tin cập nhật, cho đến nay thì đã có trên 276 người thiệt mạng. Một chiếc xe tải chở đầy bom đã nổ tại ngã ba đông đúc ở trung tâm Mogadishu với các tòa nhà chính phủ, nhà hàng, khách sạn và kiosk, làm 276 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Chúng tôi đã ở đây trong 3 ngày và đang tiếp tục công việc tìm kiếm. Hôm qua, chúng tôi đã cứu được 5 người khỏi những tòa nhà bị sập và cũng tìm thấy vài người thiệt mạng gần đó. Ngoài ra, theo thông tin cập nhật, có thể còn nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong những đống đổ nát. Vụ nổ đã phá hủy các tòa nhà và làm cho môi trường xung quanh dày đặc khói đen. Cho đến nay, đây là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất ở thủ đô, vốn đã phải chịu nhiều cuộc bạo lực gần 3 thập kỷ qua. Hiện vẫn không có tổ chức nào nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này. Thảm họa ở Mogadishu hiện đang được gọi là vụ thảm sát Mogadishu. Sau khi chính phủ Tây Ban Nha bắt giữ hai lãnh đạo vùng lãnh thổ Catalonia, biểu tình đã nổ ra lần nữa để ủng hộ vùng này. Các lãnh đạo của Catalonia khẳng định là họ sẽ không rút lại tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha. Vào ngày 17 tháng 10, lãnh đạo của hai đảng đứng đầu Catalonia đã khẳng định sẽ không rút lại tuyên bố độc lập dù đã bị bắt. Hai người này đang chờ bước vào tòa án xét xử vụ tổ chức trưng cầu dân ý bất hợp pháp và tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha. Đây là khủng hoảng chính trị lớn nhất lịch sử Tây Ban Nha và khủng hoảng này đang leo thang. Catalonia vẫn cương quyết đòi độc lập. Trước khi đó, Madrid cũng có quan điểm cứng rắn. Chính phủ Tây Ban Nha yêu cầu Catalonia phải đưa ra quyết định vào ngày 19 tháng 10. Sau thời hạn trên, số phận chính trị của Catalonia sẽ do Tây Ban Nha quyết định trực tiếp, tức là tước quyền tự trị của vùng lãnh thổ này. Thưa quý vị, tuy bất đồng trong rất nhiều vấn đề nhưng có một chuyện mà cả phía Anh và EU đều đồng tình, đó là tiến trình Brexit phải cần được đẩy nhanh hơn nữa. Tối ngày 16 tháng 10, Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã bất ngờ có phát ngôn chung trong buổi ăn tối. Cả hai đều khẳng định tiến trình Brexit cần phải được đẩy nhanh hơn. Không có thông tin nào thêm được tiết lộ cho báo giới. Trong khi đó, hiện tại EU và Anh vẫn đang bất đồng rất nhiều vấn đề và không bên nào chịu nhượng bộ. EU yêu cầu Anh phải trả một khoản phí phạt để rời khỏi Liên minh châu Âu và EU than phiền rằng phía Anh không hợp tác, không nói rõ là Anh có thể trả hay là sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho cuộc chia ly này. Trong khi đó, Anh tuyên bố không trả tiền và cũng cáo buộc EU rằng EU từ chối đàm phán hiệp định thương mại. Rất nhiều vấn đề khác chưa tìm được thỏa thuận giữa hai bên. Các doanh nghiệp lo lắng nếu tiến trình Brexit diễn ra quá lâu thì bất ổn sẽ kéo dài thêm. Liên minh châu Âu vừa mới ban hành thêm lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên. Kể từ ngày 16 tháng 10, thì các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu không được phép bán dầu và các sản phẩm từ dầu cho Triều Tiên. Lệnh cấm bán dầu và các sản phẩm từ dầu được EU ban hành vào ngày 16 tháng 10. Đây không chỉ là lệnh cấm áp dụng cho các nước nội khối, mà còn là một dấu hiệu khuyến khích các quốc gia có giao thương với EU thực hiện động thái tương tự. Phát biểu tại hội nghị các ngoại trưởng EU, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU khẳng định đây là động thái hưởng ứng lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ. Những biện pháp công bố ngày hôm nay có hiệu lực ngay lập tức, trong đó có lệnh cấm các nước nội khối bán dầu và sản phẩm từ dầu cho Triều Tiên, cấm các nước và các doanh nghiệp tổ chức đầu tư vào Triều Tiên trong tất cả các ngành nghề, đồng thời giảm mức tối đa mà một cá nhân ở EU có thể chuyển cho cá nhân ở Triều Tiên từ 15.000 euro xuống còn 5.000 euro. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đặt lệnh cấm vận và giảm hạn mức xuất khẩu dầu của các nước đi Triều Tiên. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc phản đối lệnh cấm này. Thưa quý vị, mục tiêu chốt đàm phán NAFTA trong năm nay đã không thành hiện thực. Tuyên bố chung của ba nước Mỹ, Canada và Mexico cho biết đàm phán phải kéo dài đến quý 1 năm sau. Đại diện Bộ Thương mại các nước Mỹ, Canada và Mexico đã ra tuyên bố chung vào hôm 17 tháng 10 giờ Mỹ. Tuyên bố cho biết tiến trình tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ sẽ kéo dài sang quý 1 năm sau. Trước đó, kế hoạch ban đầu đặt mục tiêu chốt đàm phán trong năm nay. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề cốt lõi ba bên chưa thống nhất được. Vấn đề chủ yếu hiện tại là những yêu cầu khắt khe của Mỹ mà Canada và Mexico đều phản đối. Đặc phái viên thương mại của Mỹ thì than phiền rằng hai nước còn lại không sẵn sàng chấp nhận bản đề nghị của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn thay đổi diện mạo của NAFTA nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ. Vòng đàm phán sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 11. Tổng thống Rodrigo Duterte vừa mới tuyên bố chiến thắng của lực lượng quân đội ở Marawi và khẳng định rằng thành phố này đã được giải phóng khỏi phiến quân khủng bố. Tuyên bố được đưa ra vào ngày 17 tháng 10, ông Duterte khẳng định quân đội Philippines đã chiến thắng, chấm dứt xung đột kéo dài từ tháng 5 đến nay. Tuy nhiên, đại diện quân đội Philippines cho biết hiện vẫn còn khoảng 30 tay lính khủng bố đang hiện diện ở Marawi. Trước đó đã có nhiều phần tử thủ lĩnh khủng bố bị tiêu diệt. Cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và quân khủng bố đã giết chết hơn 1.000 người và khiến 460.000 người phải sơ tán.
Thưa quý vị, 2 tháng sau khi căng thẳng biên giới giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ, thì lượng hàng hóa Trung Quốc tại khu vực phía Bắc Ấn Độ, cụ thể là tại thành phố Gokhapur, đã giảm mạnh do người dân nơi đây tiến hành tẩy chay hàng Trung Quốc. Vào hồi cuối tháng 8, khi xung đột biên giới phía Bắc thuộc dãy Himalaya giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã tạm ngưng, cũng là lúc chủ nghĩa yêu nước của người Ấn lại tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, nhiều nhóm theo chủ nghĩa dân tộc yêu nước đã đi khắp Ấn Độ và kêu gọi người dân tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Và dường như việc này đã tạo ra được tác động thực sự. Ở khu vực phía Bắc Ấn, trước thềm lễ hội ánh sáng Diwali, doanh số bán hàng hóa Trung Quốc đã sụt giảm mạnh do người dân tẩy chay không mua đồ Trung Quốc. Bởi vì vấn đề xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ nên chúng tôi quyết định sẽ không mua dù chỉ một sản phẩm Trung Quốc, chúng tôi sẽ chỉ mua hàng Ấn và đưa nền kinh tế Ấn đi lên. Do lễ hội ánh sáng Diwali tới gần, nhu cầu mua sắm các vật dụng món đồ để thắp sáng hay trang trí ánh sáng trên khắp Ấn Độ là rất lớn. Nhưng năm nay, những món hàng này từ Trung Quốc đã bị đẩy ra và không thể bán được. Doanh số bán hàng Trung Quốc năm nay đã giảm khoảng 70-80% và chúng tôi đang cố gắng bán nốt số hàng tồn để hồi vốn một chút. Theo dự đoán, doanh số hàng Trung Quốc bán ra trong lễ hội năm nay sẽ giảm tới khoảng 45% trên toàn nước Ấn. Chứng khoán thị trường khu vực châu Á khá giằng co trong tuần vừa qua. Nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu mới từ đại hội đảng thứ 19 của Trung Quốc. Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên đầu tuần nhờ thông tin tích cực về lạm phát tại Trung Quốc. Theo đó, thì CPI tháng 9 đã tăng 1,6%, đúng như dự báo của các chuyên gia. Thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh vào phiên ngày thứ ba, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng khá tốt với sự dẫn dắt của nhóm ngành sản xuất ô tô. Trong biên bản họp gần đây của Ngân hàng Trung ương Úc, cơ quan này cho biết sẽ chưa vội nâng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng cho nền kinh tế. Các chỉ số diễn biến trái chiều vào phiên ngày thứ tư, nhà đầu tư đang hướng về cuộc họp đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chờ đợi phương án xử lý một số vấn đề như nợ tăng cao và tình trạng dư thừa sản xuất công nghiệp. Về cuối tuần, thị trường tiếp tục giằng co, thông tin về tình hình xuất nhập khẩu tháng 9 tại Nhật Bản đều sụt giảm đã tác động tiêu cực đến các chỉ số. Ngoài ra, thì Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã quyết định tiếp tục giữ mức lãi suất ở mức thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Khu vực châu Âu thì thị trường chứng khoán tiếp tục có tuần diễn biến khá rung lắc. Tình hình chính trị tại một số quốc gia trong khu vực đã tác động đến hoạt động giao dịch trên thị trường này. Chứng khoán châu Âu giao dịch trái chiều trong phiên đầu tuần. Nhà đầu tư thận trọng xem xét các diễn biến chính trị tại Áo, Tây Ban Nha và Anh. Trong đó, căng thẳng chính trị tại Tây Ban Nha tiếp tục khiến cho các cổ phiếu blue chip nước này trượt dốc mạnh. Ngoài ra, thì thị trường còn đón nhận thông tin về thặng dư thương mại của Eurozone trong tháng 8 chỉ dừng ở con số 16,1 tỷ euro, thấp hơn 17,5 tỷ euro so với hồi cùng kỳ năm ngoái. Các chỉ số đồng loạt mất điểm trong phiên ngày thứ ba. Theo một thông tin gần đây, thì lạm phát tại Anh đã tăng đến 3% trong tháng 9, đánh dấu mức cao nhất trong hơn 5 năm qua. Càng về cuối tuần, thì thị trường rung lắc mạnh hơn trước khủng hoảng chính trị tại Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, thì kết quả kinh doanh quý 3 trái chiều các doanh nghiệp niêm yết cũng ảnh hưởng đến chỉ số chứng khoán. Theo thông tin gần đây, thì Cục Thống kê Anh, thì doanh số bán lẻ bất ngờ giảm 0,8% vào tháng 9 vừa qua. Còn chứng khoán Mỹ thì tăng tốc tích cực trong tuần. Chỉ số Dow Jones đã lần đầu vượt ngưỡng 23.000 điểm với tâm lý khởi sắc của các nhà đầu tư. Chứng khoán phố Wall tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới ngay trong phiên đầu tuần. Cổ phiếu của hai ngân hàng JP Morgan bật tăng hơn 2%, dẫn đầu xu thế tăng của chỉ số Dow Jones. Bên cạnh đó, thì cổ phiếu của hãng công nghệ Apple cũng khá khởi sắc sau khi được tổ chức tín dụng KeyBank Capital Market nâng mức triển vọng lên tích cực. Bước sang phiên ngày thứ ba, chỉ số Dow Jones đã có thời điểm lần đầu vượt mốc 23.000 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng góp phần đáng kể trong việc dẫn dắt chỉ số. Nhà đầu tư hiện đang rất kỳ vọng vào chính sách cải cách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ sớm được thông qua. Ở những phiên cuối tuần, thị trường khá biến động sau khi đã liên tục lập đỉnh kỷ lục mới. Nhóm các cổ phiếu công nghệ đồng loạt giảm đã tác động tiêu cực đến các chỉ số. Tuy vậy, cho đến thời điểm này, nhiều nhà phân tích cho rằng kết quả kinh doanh quý 3 của hầu hết các doanh nghiệp đều đạt kỳ vọng của nhà đầu tư. Mời quý vị tiếp tục giữ màn hình để đến với các tin tức đáng chú ý trong tuần ngay phần tiếp theo. Hà Nội chặt hạ gần 1.200 cây xanh để thi công đường Vành Đai 3. Đà Nẵng yêu cầu dừng đưa du khách tham quan Sơn Trà từ ngày 30 tháng 10.